Chào các bạn, chào đón các bạn quay lại phần video về sự phát triển của vú những năm có kinh nguyệt. Đây là series những video giúp bạn hiểu về vú và sự phát triển của vú cũng như các bệnh lý tuyến vú. Trong series những video trước thì chúng tôi đã nói về cấu tạo của vú và sự phát triển của vú, thời kỳ bào thai, sơ sinh, dậy thì và đến bây giờ là những năm có kinh nguyệt. Trong series video tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về vú phát triển trong thời gian cho con bú và vú lúc mãn kinh. Trong những năm có kinh nguyệt thì vú nó tiếp theo giai đoạn dậy thì là vú phát triển và chu kỳ kinh nguyệt cũng được thiết lập để cơ thể người con gái chuẩn bị sinh sản. Các hormone có vai trò chủ yếu trong sự phát triển này vì chúng hoạt động trong tất cả các mặt của sự phát triển sinh sản. Trên buồng trứng có những nang được hormone kích thích, nang noãn gọi là FSH của tuyến yên để tiết ra estrogen. Khi mức estrogen trong máu cao thì tuyến yên sẽ giảm tiết FSH, chính là hormone kích thích nang noãn, và bắt đầu tiết ra hormone hoàng thể, viết tắt là LH. Khi estrogen và LH đạt đến đỉnh cao thì trứng được giải phóng đi vào vòi trứng và ở đó trứng bắt đầu hình thành và bắt đầu hành trình đi xuống tham gia vào thụ tinh. Nang trứng lúc này là túi rỗng, biến thành hoàng thể và bắt đầu tiết ra progesterone để chuẩn bị niêm mạc tử cung cho quá trình mang thai. Progesterone có nghĩa là tiền thai nghén. Nếu trứng là thụ tinh, nó sẽ bắt đầu tiết ra HCG là hormone sinh dục hướng màng đệm ở người để duy trì mức progesterone cho đến khi bánh rau đảm nhận được chức năng này. Nếu trứng không được thụ tinh thì mức progesterone sẽ giảm xuống và niêm mạc tử cung bong ra. Lúc đó sẽ xảy ra hiện tượng kinh nguyệt và lại bắt đầu chu kỳ mới. Ngoài cái chức năng sinh sản như nói ở trên thì các hormone này còn chuẩn bị vú theo khả năng thụ thai mỗi tháng. Estrogen làm tăng các ống dẫn sữa và progesterone thì lại làm tăng thùy vú. Điều này làm cho vú căng, đau hoặc là nhạy cảm đau trong thời kỳ kinh nguyệt. Nhưng cách nó diễn ra như thế nào thì vẫn chưa rõ. Đó là phần mà chúng tôi nói về sự phát triển của vú trong những năm có kinh nguyệt. Như thế là vú sẽ căng, đau do estrogen và progesterone làm tăng ống dẫn sữa và làm tăng thùy vú. Và đó cũng là lý do trong thời gian có kinh nguyệt thì phụ nữ không nên đi khám vú, bởi vì lúc đó khám vú sẽ không chính xác. Và cũng giải thích là vì sao cứ đến kỳ thì là phụ nữ thường cảm thấy vú căng và đau tức. Và đó là hiện tượng rất là bình thường. Nhất là những ai mà đã có sẵn những u hay nang ở trong vú thì vào thời kỳ kinh nguyệt cảm giác đau tức sẽ thấy rất là rõ rệt. Mà không nên lo lắng. Vì hết thời kỳ kinh nguyệt thì vú lại trở nên mềm mại và hết hiện tượng đau. Và lúc đó thì khám vú sẽ chính xác hơn. Đến đây tôi xin kết thúc cái phần audio về sự phát triển của vú những năm có kinh nguyệt. Xin hẹn lại, gặp lại trong video tiếp theo, audio tiếp theo về vú trong thời gian cho con bú. Tạm biệt và hẹn gặp lại.